Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Hà Triều. Video ngày hôm nay thì May sẽ mang tới cho bạn 8 mẫu đồng hồ có một thiết kế phá cách nhất ra mắt trong năm 2021 này. Hy vọng với những thông tin này thì sẽ mang tới cho bạn những cái điều thích thú nhất nhé. Ok, bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng tới với mẫu đồng hồ đầu tiên ngay sau đây thôi. Đầu tiên, Jaeger LeCoultre thực sự đã khoe hết mọi kỹ thuật chế tác để kỷ niệm 90 năm chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng. Reversal Hybrid Mechanical Caliber 185 Coracle mới là một chiếc đồng hồ reversal phức tạp nhất từ trước đến nay, tự hào với 11 chức năng khác nhau và 12 bằng sáng chế. Mẫu đồng hồ này giới thiệu tuyệt đối tất cả những kiến thức chuyên môn khác nhau mà nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ chứ danh này có thể mang tới, từ âm thanh này, chức năng thiên thể đến độ chính xác và kỹ thuật thủ công. Coracle là một chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên trên thế giới có 4 mặt hiển thị hoạt động, sử dụng một thiết kế vỏ xoay của Reversal để thể hiện 11 chức năng trên vỏ và hai đế của mặt đồng hồ. Đồng hồ đưa các chỉ số thiên văn lên một cấp độ cao cấp hơn. 3 màn hình hiển thị thông tin về mặt trăng được hiển thị trên mặt trong của giá đỡ, chu kỳ giao hội, chu kỳ quỹ đạo mặt trăng và chu kỳ các hành tinh gần trái đất nhất, khiến cho đây trở thành một chiếc đồng hồ có thể dự đoán được các sự kiện thiên văn toàn cầu tiếp theo của các sự kiện thiên văn như là siêu trăng hay là nguyệt thực. Bộ máy Caliber 185 của Jaeger LeCoultre đã mất 6 năm để nghiên cứu và là một bộ máy mới được sản xuất hoàn toàn nội bộ. Chi tiết ở mặt 1 thì chúng ta sẽ có giờ phút turbulence chỉ giây và lịch vận liên tức thời, ngày cấp này, ngày tháng năm nhuận chỉ vào đêm và ngày. Ở mặt 2 thì chúng ta sẽ có một bộ lập giờ, phút kỹ thuật số nhảy. Ở mặt 3 thì sẽ có chu kỳ mặt trăng bán cầu nhiệt này, chu kỳ âm lịch dị thường tháng và năm. Và cuối cùng ở mặt 4 thì chúng ta sẽ có một chu kỳ mặt trăng ở nam bán cầu. Dù phức tạp như vậy nhưng mà nhà sản xuất đã đảm bảo rằng chiếc đồng hồ này rất là dễ sử dụng và đi kèm với một hộp cực kỳ độc đáo có cơ chế tích hợp cho phép người đeo dễ dàng thiết lập tất cả các lịch và hiển thị thiên văn của đồng hồ sau một thời gian không được đeo. Trong những năm gần đây thì Uppler đã thực sự khẳng định mình là một nhà sản xuất đồng hồ sapphire hàng đầu. Cuộc hành trình bắt đầu vào năm 2016 với việc phát hành Big Bang Geneco Sapphire, và trong những năm kể từ đó thì thương hiệu đã phát triển và trưởng thành chuyên môn của mình trong việc gia công đồng hồ sapphire với hình dạng phức tạp và nhiều màu sắc đậm. Bản phát hành năm nay gần như là một đỉnh cao cho sự nỗ lực của hãng. Big Bang Integral Turbulent Full Sapphire đi kèm với vỏ và dây đeo tích hợp, cả hai đều được làm từ sapphire. Để có được vẻ ngoài kính nguyên chất thì Uppler đã lựa chọn một bộ máy turbulent mới với cầu sapphire cho một bộ máy sản xuất là UP6035 để có thể tối đa hóa được độ trong suốt của đồng hồ. Thách thức nằm ở vỏ và vòng đeo tay vì tất cả các ốc vít có thể nhìn thấy phải được tháo ra, và đồng hồ đã được tái tạo lại hoàn toàn đại tu hình học chung để tích hợp vỏ với vòng đeo tay sapphire. Tất cả mọi thứ từ cây cầu và các tấm chính trong bộ máy phải được làm lại để tạo ra một hình ảnh minh họa cho tất cả các bộ phận bị treo lơ lửng trong không gian. Có không ít hơn 37 thành phần trong vỏ, 5 trong số đó chỉ được làm từ sapphire. Vòng đeo tay này bao gồm 165 thành phần, 22 trong số đó được làm từ sapphire. Kết quả là một tác phẩm nghệ thuật, giống như đeo một mảnh ánh sáng trên cổ tay vậy. Một điều vẫn rất là hiếm hoi trong bối cảnh đồng hồ cao cấp ngày nay. Vào năm 2021, chủ tịch của Audemars Piguet đã công bố sự hợp tác giữa công ty sản xuất đồng hồ của ông và thương hiệu truyện tranh Marvel. Chiếc đồng hồ đầu tiên xuất hiện từ sự hợp tác này đó chính là Gerlach Concept Flight Painter Flying Turbulent. Mẫu đồng hồ này không thực sự chinh phục được những người hâm mộ đồng hồ truyền thống, nhưng không thể phủ nhận được những tài nghệ thủ công đẳng cấp cùng với những công nghệ tiên tiến của Audemars Piguet, mà còn đặc biệt truyền tải trọn vẹn di sản cũng như là bản sắc anh hùng độc đáo của chiến binh báo đen đầy mạnh mẽ và nhạy bén. Thực phẩm này thu hút bất kỳ ánh nhìn nào bởi bộ vỏ bằng titan chạm khắc hoa văn Triple, biểu tượng của các bộ lạc ở vương quốc Wakanda. Cùng với vành bezel và núm vặn được làm bằng gốm chống xước, phong cách trang trí này làm nổi bật chiến binh báo đen sống động ở trung tâm mã số, vốn được tạo hình bằng cách khắc laser. Sau đó thì các thủ công và vẽ các chi tiết thân hình này, khuôn mặt, móng vuốt và mắt một cách tỉ mỉ. Trái tim của siêu anh hùng báo đen là bộ máy Caliber 2965 lên gác tay, đi cùng với cơ chế Long Flighting Turbulent chuyển động không ngừng và có thể vận hành suốt 72 giờ ở tần số 3 Hz. Trong năm nay thì Hamilton đã cho ra mắt mẫu Hamilton Ventura Aris ST Skeleton mới nhất, kết hợp với công thức chiến thắng của phiên bản Electric Gold với phiên bản giới hạn là Ventura Skeleton để tạo nên một sự hiện đại và sắc sảo. Đồng hồ sở hữu một bộ vỏ thép không gỉ hình tam giác Ventura nổi tiếng với kích thước đương đại là 42.5mm này 44.6mm với lớp phủ VVD màu đen hoặc là vàng hồng. Mà số độc đáo làm nên sự khác biệt cho đồng hồ được tạo khung theo cách tương tự như phiên bản Ventura Skeleton Limited, nhưng các đường thẳng giống như là mạng
nhện được thay bằng các đường ngoằn nghèo như là dây điện, gợi nhớ đến phiên bản năm 1957. Chi tiết này thì có màu đỏ trên mô hình đen và vàng trên mô hình vàng hồng. Kim giờ và kim phút cũng được phủ bằng một lớp superluminover. Bên trong đồng hồ là bộ máy tự động H10S của Hamilton dựa trên IT-C07111 hoặc là Powermatic 80. Bộ máy thì có 25 chân kính này dao động ở tần số là 21.600 VPH với mức dự trữ năng lượng là 80 giờ. Nhìn từ mặt đáy đồng hồ thì roto được làm hở một phần với logo của Hamilton và các tấm khung thì được trang trí bằng các tấm kính. Sở hữu một thiết kế độc đáo cùng với mức giá lên tới 440.000 USD, siêu phẩm MB&F Horological Machine Snow Night Sapphire Version đã khiến giới mua điệu phải kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lấy cảm hứng từ những đường nét thiết kế ô tô và hàng không giữa thế kỷ và bằng cách nào đó gợi nhớ đến động cơ phản lực, H9 Sapphire Version có 4 phiên bản khác nhau, mỗi phiên bản giới hạn chỉ 5 chiếc, 2 phiên bản với khung bằng vàng trắng 18K có PVD động cơ mạ vàng tím hoặc đỏ và 2 phiên bản với khung vàng đỏ 18K 5N Plus kết hợp với động cơ màu xanh lam hoặc là NAC phủ PVD màu xanh lam. Đồng hồ có cấu tạo vỏ ngoài cong tròn bằng tinh thể sapphire và kim loại quý gồm 3 phần được niêm phong bằng sự kết hợp độc quyền giữ miếng đệm 3 chiều đã được cấp bằng sáng chế cùng với quy trình liên kết hợp chất công nghệ cao để đảm bảo khả năng chống nước là 30m. Sử dụng chất liệu dây đeo cá sấu màu nâu hoặc là đen được khâu thủ công với khóa gập bằng vàng trắng hoặc là đỏ để phù hợp với vỏ của đồng hồ. Mẫu đồng hồ thứ 6 của chúng ta là Apollo MP09 Turbulent. Thiết kế của MP09 Manufacturer's Speed từ Apollo sở hữu những hiệu ứng thị giác đầy tràn ngập với 4 phiên bản mới đầy màu xanh được sản xuất giới hạn 8 chiếc. Mẫu đồng hồ là một sự kết hợp hình dạng vỏ hoàn toàn độc đáo với hình ảnh đầy mới lạ của Turbulent, thể hiện một trong những đỉnh cao công nghệ của Apollo. Sau 3 phiên bản đầu tiên chế tác bằng titan, vàng kim và carbon 3D đen, những phiên bản mới nhất của MP09 để trang bị vật liệu gọi là 3D carbon. Đây là một trong những vật liệu công nghệ cao mà Apollo có thể điều khác để tạo thành các đường cong, góc và mặt phẳng nghiêng mà không ảnh hưởng đến khả năng chống nước và độ bền của đồng hồ. Carbon cũng đảm bảo tiết kiệm được trọng lượng đáng kể khiến cho chiếc đồng hồ này cực kỳ nhẹ trên cổ tay mặc dù có một kích thước khá là ấn tượng, đường kính 49 và dày 17.95mm. Một số đồng hồ có một cấu tạo 3 chiều được thiết kế lộng máy bao bọc bởi một màn hình hiển thị ngay hình bán nguyệt hình xương với hai vòng cung chữ số. Đồng hồ được trang bị bộ máy là UP9009 H1RA lên dây bằng tay, dao động ở tần số là 21.600 VPH với khả năng giữ trữ năng lượng trong 5 ngày tức là 120 giờ, được tạo thành từ 356 bộ phận. Bộ máy này được trang bị một turbulent 2 chục với vòng quay đầy đủ mỗi phút cho chục thứ nhất và một vòng quay thứ hai cứ sau 30 giây đối với chục thứ hai, được hoàn thiện bởi dây cao su có cấu trúc phù hợp với khả năng chống nước là 30m. Giá của chiếc đồng hồ này rơi vào khoảng là 200.000 USD. Thương hiệu Roger Debus được biết đến với những siêu phẩm Turbulent và Turbulent đôi, nhưng hãng cũng thích thử trải nghiệm các mẫu đồng hồ đính đá quý mới ấn tượng. Thành quả mới nhất của hãng là mẫu Excalibur Single Flying Turbulent Glow Me Up, sáng tạo trông giống như một chiếc đồng hồ trang sức vào ban ngày nhưng mà trở nên đầy hấp dẫn lung linh huyền ảo vào ban đêm. Được trang trí bởi 60 viên kim cương cắt hình bracket trên khung bezel, Glow Me Up ngày nào đã trở thành một chiếc đồng hồ thanh lịch đeo đúng nghĩa. Tuy nhiên vào ban đêm, một phiên bản hoàn toàn khác của chiếc đồng hồ ra đời nhờ vào một quy trình độc đáo và được cấp bằng sáng chế cho phép những viên kim cương có thể phát quang một cách độc đáo với những màu sắc khác nhau. Quy trình này bao gồm việc sử dụng một sản phẩm có tên là Superluminover cũng đã được áp dụng cho các khoang của bộ máy cho phép ngôi sao Roger Debus phát sáng thú vị. Mỗi chiếc trong số 8 chiếc đồng hồ vàng hồng 42mm này được trang bị bộ máy Calibre RD512SQ lên dây cắp bằng tay và được bán với mức giá là 215.000 USD. Và cuối cùng, nhà sản xuất Erwick có trụ sở tại Geneva đã tạo dựng được một tên tuổi của mình trong nhiều năm với những chiếc đồng hồ sở hữu một số vệ tinh vô cùng độc đáo. Và năm nay thì thương hiệu tiếp tục trình làng chiếc Erwick UR220 SL Azimuth ấn tượng, tái hiện một trò chơi hấp dẫn về ánh sáng cùng với độ tương phản độc đáo. Đồng hồ báo hiệu thời gian bằng các bộ phận chuyển giờ kiểu kim tự tháp cắt ngắn được phủ chất phát quang là Superluminover, được cung cấp năng lượng bởi bộ máy lên dây cót bằng tay Calibre UR720 chạy trong 48 giờ sau khi mở lên dây hoàn toàn. Và vào đồng hồ thì có kích thước là 43.8 và 53.6mm, được làm bằng 81 lớp Composite Carbon TPC. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng 8 mẫu đồng hồ có một thiết kế phá cách nhất năm 2021 này. Các bạn có biết thêm một mẫu đồng hồ nào nữa không thì đừng quên chia sẻ bên dưới phần bình luận cho mấy bước với nhé. Còn bây giờ thì like, share và subscribe cho kênh Đồng Hoài Chiêu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.